Cổ nhân dạy, người hay tính toán, thoạt nhìn bốn điểm này là biết ngay, nên đề phòng cẩn thận, kết thân có ngày rước họa. Quý vị thân mến, trong cuộc sống chúng ta gặp đủ loại người, có người bề ngoài tỏ ra tử tế, nhưng sau lưng lại thường toan tính với người khác. Điều này khiến bạn khó đề phòng, vậy làm sao để nhận ra một người có tính toán với mình hay không? Người hay âm mưu tính toán, luôn lợi dụng người khác để lấy lợi ích, đạt được mục đích của mình. Trên thực tế, có rất nhiều người như vậy. Họ thường rất thông minh, biết lợi dụng tâm lý của mọi người xung quanh để đạt được lợi ích mình cần. Tuy nhiên, đó là những hiện tượng bề ngoài. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy rằng họ thực chất là những người ích kỷ. Những người như vậy thường thông minh hơn và có thể làm bất cứ điều gì vì lợi ích và mong muốn của riêng họ. Những người hay tính toán người khác thường có bốn đặc điểm sau, nên thận trọng khi tiếp xúc với họ. Thứ nhất, nói được không làm được, chỉ hứa suông. Làm người và làm việc đều phải có chừng mực, tức là phải tuân theo lẽ phải. Điều quan trọng là phải giữ lời hứa, không nên tùy tiện hứa một cách dễ dàng. Con người một khi đã hứa thì nhất định phải thực hiện, nếu không chẳng khác thể hiện sự thiếu tôn trọng với người khác. Một người luôn nói suông và coi lời hứa như một trò đùa thường là người hay tính toán người khác. Trên đời này không có ai là kẻ ngốc cả. Bạn có thể nói suông một hai lần, có thể lúc đó người bên cạnh không quan tâm vì thân quen. Nhưng nếu có quá nhiều lần, mọi người sẽ khó chịu. Do đó, nếu bạn gặp một người mà mọi người không tin vào những gì người đó nói, tốt nhất bạn nên thận trọng khi tiếp xúc. Thứ hai, làm việc không có nguyên tắc. Làm người làm việc phải có nguyên tắc của bản thân. Nguyên tắc của bản thân là thứ tuyệt đối không được thỏa hiệp với bất kỳ ai, trong bất kỳ trường hợp nào. Một người sống và làm việc không có nguyên tắc thì cuộc sống không mấy khi suôn sẻ, chưa nói đến việc phát triển lâu dài. Những người làm mọi việc không có nguyên tắc, không có điểm mấu chốt và không biết kiên trì nhẫn nại, thường không làm được việc gì cẩn thận lâu dài. Họ sẵn sàng làm việc một cách vô nguyên tắc, miễn là đạt được lợi ích của bản thân. Người này thích tính toán, chỉ nghĩ đến lợi ích cho mình nên mới làm như vậy. Thứ ba, không biết báo ơn. Trong cuộc sống, sẽ luôn có một số người thích lợi dụng những điều nhỏ nhặt. Một người như vậy nghe có vẻ rất giỏi, nhưng thực chất đó là hành vi của một người nhỏ nhen. Họ thường cho rằng người khác là kẻ ngốc nên không chút đắn đo tính toán người khác để được lợi cho mình. Họ còn xem đây là một cách thể hiện năng lực, nhưng thực chất lại là hành vi thiếu hiểu biết. Một người như vậy có xu hướng làm cho con đường cuộc sống của mình ngày càng hẹp hơn. Nếu tính toán thiệt hơn quá nhiều, dần dần sẽ bị người khác dè chừng. Hơn nữa, nếu bạn biết quan sát cẩn thận, bạn sẽ thấy những người này không biết ơn ai. Họ chỉ xem trọng lợi ích, chỉ nhận chứ không muốn cho đi. Thứ tư, nhiều chuyện và gây bất hòa. Những người nhiều chuyện hay kể lể về người khác tương đối phổ biến trong cuộc sống. Loại người này thường làm trầm trọng thêm mâu thuẫn của người khác bằng cách thêm mắm, dặm muối vào câu chuyện. Những người này thường thích tận dụng những điều nhỏ nhặt để làm câu chuyện mua vui cho mình, ngồi lê đôi mách. Nếu xung quanh bạn có những người này, hãy tránh xa họ càng xa càng tốt và đừng tiếp tục kết thân với họ. Những người như vậy thường không ngại làm lớn chuyện. Mục đích của họ là gây rắc rối, phiền toái cho người khác, sau đó thu lợi về mình. Vì vậy, bạn phải tránh xa những kẻ thích gieo rắc bất hòa, buôn chuyện. Nếu không, dễ bị họ lừa. Trong cuộc sống, coi tính toán như một thói quen thì cuộc sống của bạn chắc chắn không thể hạnh phúc. Âm mưu tính toán thiệt hơn với người khác sẽ khiến con đường của bạn ngày càng bị thu hẹp lại. Cuộc sống ngày càng khó khăn. Một người thực sự khôn ngoan không bao giờ âm mưu tính toán người khác, bởi họ biết rằng chỉ có một môi trường hài hòa ổn định, không âm mưu tính toán mới có thể phát triển sự nghiệp và cuộc sống. Trong giao tiếp xã hội, việc nhìn người là vô cùng quan trọng. Bất kể là kết giao bạn bè, tìm người tri kỷ hay chỉ đơn giản là xã giao hoặc tìm đối tác làm ăn, thì việc nhìn nhận và đánh giá một con người vô cùng quan trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời và sự thành bại của sự nghiệp, công việc của bạn. Những lời vàng ngọc được cổ nhân xưa đúc kết lại cho chúng ta có thể nhìn nhận một người sao cho đúng. Thứ nhất, một người sau khi đã thành danh, hãy nhìn hành động và lời nói của anh ta để đoán được bản chất. Nếu anh ta vẫn là người khiêm tốn, nhã nhặn, tuân thủ những nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp, trong đối nhân xử thế, thì là người bản chất đàng hoàng.
Nếu hành động của anh ta hoang hoang, chứng tỏ người này giàu sổi, tố chất của người này rất kém. Thứ hai, nếu một người sau khi có được quyền cao chức trọng, địa vị xã hội cao, hay nhìn cách anh ta sẽ đề bạt, cân nhắc, nâng đỡ ai, có thể nhìn xa được bản chất của anh ta. Thứ ba, nếu một người sau khi trở nên giàu có, hãy xem cách anh ta tiêu tiền như thế nào, cho tiền như thế nào, tiêu tiền cho ai và tiêu tiền ở đâu, có thể sẽ biết được phẩm hạnh của họ. Thứ tư, một người sau khi nghe xong người khác nói với mình, hãy xem cách anh ta thực hiện lời nói đó, thế nào có thể biết được khả năng thực tế của anh ta đến đâu. Thứ năm, hãy quan sát sở thích hàng ngày của một người, có thể biết được bản chất thật của anh ta. Thứ sáu, hãy so sánh lời nói và hành động của một người trong một khoảng thời gian dài tiếp xúc và lời nói hành động của chính họ trong ấn tượng đầu tiên mà bạn gặp. Nếu sự khác biệt quá xa và có nhiều chiều hướng xấu đi, chứng tỏ nhân phẩm của anh ta không tốt. Thứ bảy, người nghèo không đáng sợ. Quan trọng nhất là người cần phải biết nguyên tắc, cần phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, và phải biết điểm dừng ở đâu. Đừng vì bản thân nghèo mà chí lại đoạn. Thứ tám, địa vị trong xã hội thấp không quan trọng. Quan trọng nhất là không được làm việc hèn mọn, vô sỉ. Mọi việc cần phải có nguyên tắc, cần biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, và phải biết điểm dừng đúng chỗ. Tục ngữ có câu, thức lâu mới biết đêm dài, chơi lâu mới biết là người cố nhân. Trong vấn đề nhìn người, cần phải có thời gian để quan sát, kiểm chứng mới có thể đánh giá đúng về bản chất của một người. Dùng thời gian để nhìn người chính là cách thức chuẩn xác nhất. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để hiểu rõ về ai đó. Đặc biệt trong kinh doanh, việc đánh giá người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên là rất quan trọng, bởi nó sẽ quyết định thành bại của đời người. Dưới đây là những bài học nhìn người được cổ nhân đúc kết lại, nhưng cho đến nay nó vẫn còn nguyên giá trị. Những điều cần thiết để nhìn rõ một người. Muốn biết phẩm đức của một người ra sao, cần xem ngôn hành. Muốn biết tư tưởng, xem hành vi. Muốn biết nội tâm, xem cách làm việc. Muốn biết giáp tâm, xem thần thái của mắt. Muốn biết tri thức, xem cách ăn nói. Muốn biết nội hàm, xem biểu hiện bên ngoài. Muốn biết tu dưỡng, xem tính cách. Muốn biết năng lực, xem công trạng. Muốn biết bản lĩnh, xem đối thủ. Muốn biết bản chất thì xem những việc họ đã làm. Trang Tử, 9 phương pháp dùng để nhận biết nhân tài. 1. Cố quân tử viễn sử chi nhi quan trung. Muốn biết sự tận trung của một người, phải xem khi bất hòa, giãn cánh họ có còn trung thành như xưa hay không. 2. Cận sử chi nhi quan kỳ tính. Muốn biết một người có cung kính hay không, hãy quan sát cách họ đối xử với những người thân cận ở bên họ. 3. Phiền sử chi nhi quan kỳ năng. Muốn biết một người có năng lực hay không, phải quan sát khi họ đối mặt với thử thách, xem họ có thể vượt qua hay không. 4. Tốt nhiên vẫn yên nhi quan trì kỳ. Muốn biết tri thức của một người như thế nào, hãy đặt câu hỏi trong tình huống bất ngờ và xem họ trả lời như thế nào. 5. Cấp giữ chi kỳ nhi quan kỳ tín. Để biết một người có giữ chữ tín hay không, thì hãy xem trong những tình huống gấp gáp về thời gian, họ có giữ đúng thời hạn như đã hẹn ước không. 6. Ủy chi dĩ tài nhi quan kỳ nhân. Muốn biết một người có liêm khiết hay không, thì phải xem họ hành xử như thế nào khi đứng trước lợi ích tài vật. 7. Cáo chi dĩ nguy nhi quan kỳ tiết. Ở trong thời khắc hoạn nạn nguy nan mới biết một người có thể không sợ hãi, có thể thủ tiết hay không. 8. Tủy chi dĩ tửu nhi quan kỳ chắc. Một người lúc say đã thực sự thì họ sẽ bộc lộ ra rất nhiều thứ mà lúc tỉnh không thể thấy. Quan sát họ lúc này có thể đo lường được họ chính xác nhất. 9. Tạp chi dĩ sử nhi quan kỳ sắc. Nhìn vào sắc mặt của một người khi họ nói chuyện có thể biết được thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của họ. Thông qua biểu cảm có thể đánh giá được khả năng giao tiếp xã hội của họ. Khổng Tử, 3 bước để nhận thức một người. 1. Quan kỳ sở dĩ, tức là quan sát xem
đối phương kết giao với ai. Việc kết giao trong cuộc sống của một người chính là thước đo, cảnh giới, tư tưởng cao thấp của người đó. 2. Quan kỳ sở do, tức là quan sát xem đối phương truy cầu, mong muốn gì, làm thế nào để đạt được mục đích ấy. 3. Quan kỳ sở an, tức là quan sát xu hướng tình cảm của đối phương, xem tình cảm và lý trí của họ, cái nào mạnh hơn. Gia Cát Lượng dạy 7 phương pháp nhìn người. 1. Dùng đúng sai để hỏi nhằm xem xét chí hướng của đối phương. Dùng nhiều câu hỏi để truy vấn xem khả năng ứng biến của đối phương. Dùng cách bàn bạc mưu kế để đánh giá kiến thức của đối phương. Đặt ra những tình huống nguy khốn, xem dũng khí của đối phương. Dùng rượu để xem tính cách của đối phương. Dùng lợi lộc công danh để xem liêm chính của đối phương. Giao việc và cho đối phương tự hẹn khoảng thời gian sẽ hoàn thành để xem chữ tín của họ. 5. Phương thức nhận biết người của Lý Khôi thời Chiến Quốc. 1. Cư thị kỳ sở thân, xem một người thường họ hay ở cùng ai, kết giao với ai. 2. Phú thị kỳ dự, xem một người chi tiêu bạc của mình như thế nào. 3. Đạt thị kỳ sở cử, xem họ lúc thành đạt, họ đề bạt những ai. 4. Quẫn kỳ sở bất vi, trong hoàn cảnh khốn khó, quan sát phẩm đức của họ như thế nào. 5. Bần thị kỳ sở bất thủ, trong hoàn cảnh nghèo khó, thất vọng, xem họ có thể cự tuyệt tiền tài, bất nghĩa hay không. Đánh giá một người cần chú ý 8 kiểu người sau. 1. Người ích kỷ là người không có trí tuệ. 2. Người cảm xúc không tốt, không có năng lực lãnh đạo. 3. Người không có tâm hồn, không rung động trước cái đẹp, thở ơ với bất công, họ không có tư tưởng chỉ đạo. 4. Không có tư duy logic, không có năng lực tổ chức. 5. Người không tự kỷ luật, không thể quản lý. 6. Người không có năng lực hoạt động, sẽ bỏ lỡ mất cơ hội. 7. Người không nhạy cảm với tương lai, sẽ chỉ thành công nhất thời. 8. Người không thể dẫn dắt người bên dưới mình, sẽ bị chính họ đào thải.